Xin chào các bạn đã đến với các video hướng dẫn chia sẻ thanh nhạc của mình. Mình là thầy Phong Hơ Nốt. Ý, chính là Camilla, ok ha. Và hôm nay sẽ là series của Bùi Anh Tuấn. Là tiếp tục với series Hát hay như ngôi sao Bùi Anh Tuấn đồ. Ok ha. Rồi hôm nay mình sẽ đến với ca khúc Thuận Theo Ý Trời, phiên bản tháng 4 gì đó, biết đâu khi ai biết khi nào video này lên thì mình cứ quay thôi. Ok rồi, bây giờ thì cứ thế mà làm video thôi, chia sẻ cho các bạn để các bạn có những cái góc nhìn mới về kỹ thuật thanh nhạc, và cứ thế mình tập luyện để mình cùng nhau phát triển nha. Mình là thầy Phong Hai Nốt và rất vui vì các bạn đã xem video và luôn luôn ủng hộ kênh của mình, cảm ơn rất nhiều. Ok. Bài này tông gì ta? Bùi Anh Tuấn Thuận Theo Ý Trời là tông gì? Tông bài này có một đoạn rất là cao ha, đoạn cuối thôi, còn lại thì cũng không khó. Hát sao cho nó hay, cho nó tình cũng. Rồi, vô. Test demo nè. Test âm thanh nè. Ổn, hợp đây. Rồi. Vô. Chỉ có cách anh hơi bước để em thấy đường đi phía trước, vì anh cứ bên em là bao vây dòng ngoài, vậy thì tại sao không dừng lại khó vẫn ở cạnh nhau, tình yêu tốt chẳng như vậy đâu, vậy anh xin một lần làm trái mình, xa em là anh quyết định, chỉ tại yo. Chỉ tại mình cái số yêu nhầm chỗ, ngoan cố sau bao giây vò, chẳng phải người sẽ ở cạnh nhau suốt đời, lìa xa nhau là thuận theo ý trời. Chỉ nghĩ tới ngày ta cách rời là anh thấy tâm can rối bời, mà anh phải làm thôi để trái tim em nghỉ ngơi. Chắc em cũng đã mệt rồi. Rồi, ok. Đó, tiếp tục luôn, hết cọc rồi. Ok. Rồi, tiếp theo sẽ là tiếp tục nha, mình sẽ quay lại. Để hát được bài này á, các bạn phải tập được mix voice. Thứ nhất là âm thanh của mình ở trên cái khuôn mặt của mình ha. Và để hát từ nốt thấp thì các bạn phải có cái chest voice trong đó. Đoạn đầu là sẽ có chest voice, ok. Thì mid chest mình sẽ đặt ở trên đây nè. Chỉ có cách, ok nha. Yup. Go. Chỉ có cách, chỉ đẩy cái hơi lên tác động vào trên phần trên đây. Chỉ có cách anh lùi bước, anh lùi bước để em thấy đường đi phía trước. Rồi, ok, mình xuống thấp rất là dễ dàng đúng không ạ? Vì anh cứ bên em là bao vây dòng hoài. Bạn hát được chest mid, bạn hát được chest voice thì đảm bảo là các bạn sẽ hát thấp rất là tốt. Vậy thì tại sao không dừng lại? Rồi, ok, qua đó, qua đoạn thấp rồi đó. Rất là dễ dàng ha. Làm một lần nữa nha, các bạn có để cho các bạn quen về comment hát thấp. Ok, tua nhanh mà. Rồi. Vô. Nha. Chỉ có cánh anh lùi bước, đẩy hơi lên ha, để ok nha, để em thấy đường đi phía trước, vì anh cứ bên em là bao vây dòng hoài, vậy thì tại sao không dừng lại? Vô tình cẩm liền ha, không dừng lại. Ok nha, bao vây dòng hoài. Xuống tới là cũng không thấp lắm so với bạn bariton là cân tới nái luôn ha.
Ok. Rồi, thế mà tại mình tenor nên mình phải áp dụng chest vô dữ lắm mới được, mới xuống được. Tenor mình xuống tới đồ à, đồ si à, giờ xuống tới là sò là bắt đầu mà nó mới xuống nổi. Không thôi là nó phô nút thấp. Nhục. Ok. Tenor thường thường mới phô nút thấp là nhiều thôi, phô nút ít phô nút cao nhưng mà sẽ rất dễ dàng phô nút thấp. Rồi, tiếp tục nha, chữ khổ nè. Vẫn như vậy luôn, kéo âm thanh lên xuống ngay chỗ cái mid voice này nè, nó tốt để cho cái độ di chuyển âm thanh từ thấp lên cao nó sẽ bị smooth hơn ha. Vậy thì tại sao không dừng lại? Không dừng lại, vẫn giữ lại. Khó vẫn ở cạnh nhau. Đấy nha, hai vô. Khó vẫn ở cạnh nhau. Tình yêu tốt chẳng như vậy đâu. Vậy anh xin một lần làm trái mình. Sao em là anh quyết định. Ok nha, mid voice làm việc. Sao em là anh quyết định. Đơn giản vậy thôi chứ các bạn đừng có tập nhiều kỹ thuật quá rồi cuối cùng hát không đâu vào đâu hết. Chỉ cần mid voice tốt và những kỹ thuật kia các bạn phải ráng có cảm giác để áp dụng vào từng câu từ. Và tập mình tập từ từ thôi, không có đùng một cái, không có ai mà cầm bài hát vô hát được liền hết á. Cũng phải hiểu về cái bài đó, cái quãng giọng như thế nào, cao độ làm sao, câu này xử lý làm sao, đặt cảm xúc làm sao, ABCD à, thì cũng phải tập. Ca sĩ cũng phải tập thôi, khi mà họ nhận một bài mới về họ phải nghe, nhớ giai điệu và bắt đầu họ tập từng câu, họ mới đi thu âm được ha các bạn. Bình tĩnh. Ok, tiếp tục. Vô. Quyết định. Rồi, vô tiếp tục không ạ? Vẫn như mid voice nhưng mà kéo nó lên chút xíu. Tại khúc này là lên tông mà. Cao độ nó sẽ đẩy lên để nó phù hợp với cái bài hát điệp khúc mà. Quyết định. Yo. Chỉ tại mình cái số. Vô nè. Chỉ tại mình cái số. Yêu nhầm chó. Ngoan cố dấu bao giây vò. Chẳng phải người sẽ ở. Chẳng phải người sẽ ở cạnh nhau suốt đời, lìa xa nhau là thuận theo ý trời. Ok nha. Hôm nay là quãng giọng nó nhảy nè, thì nó sẽ từ chết nó nhảy lên hết nè. Rất là rõ ràng, nó đi tự nhiên lắm. Các bạn thoải mái cứ đi, giữ chắc cái mid voice giùm mình, đừng có rớt mid voice với rớt hơi, rớt âm thanh là thua nha. Là tuần theo ý trời, chỉ nghĩ tới. Đó, nó chuyển nè. Chỉ nghĩ tới. Nó rõ ràng, nó tự nó chuyển lên thôi à. Tại vì cái câu đó, cái từ đó nó đòi hỏi bắt buộc là chúng ta phải chuyển cái âm thanh nó lên. Nếu mà chúng ta không chuyển lên sao chúng ta hát được câu đó. Đúng không? Vị trí âm thanh đấy. Cái khởi bài này là bài vị trí âm thanh. Nhưng mà vị trí âm thanh nó phải tự nhiên. Rồi ok. Nó là ý trời. Chỉ nghĩ tới. Chỉ nghĩ tới ngày ta cách. Chỉ nghĩ tới ngày ta cách rời. Là đó nè, chuẩn bị nè. Là anh thấy. Là anh thấy tâm can rồi bơi. Các bạn nghe, các bạn cảm nhận được mình giữ vị trí âm thanh ở trên mid voice rất là nhiều để cho cái âm thanh của mình nó luôn ổn định. Cái hơi nó phải tác động vào được cái phần mid voice, phần mặt nạ của mình á. Và nó làm việc để nó tạo nên cái những cái nốt cao nó hiệu quả ha các bạn ơi. Hiểu rồi, spa lại lần nữa nè. Gán cảm nhận nha. Từ xa nhau là thuần theo ý trời. Chỉ nghĩ tới ngày ta cách rời. Là anh thấy tâm can rời bời. Mà anh phải làm thôi để trái tim em nghỉ ngơi. Thời gian qua chắc em cũng đã mệt rồi. Rồi ok. Thế bây giờ mình chỉ nghĩ tới. Chỉ nghĩ tới ngày ta cách. Rồi là anh thấy tâm can rồi bời. Mà anh phải làm thôi để trái tim em nghỉ ngơi. Ok. Đu nằm.
Ok, đô 5, khó, đô 5 là khó, khó với đô 5 đây. Đô 5 mà bạn giữ vị trí âm thanh cho đúng nha, chứ không thôi rớt âm thanh vào tút lút bên trong là rèo. Âm thanh của nó phải được đưa ra phần mix voice để nó giữ ổn định phần âm thanh. Còn về việc để mà âm thanh mà dày á, thì nó mở phần bên trong, nó tạo nên cái nền dày, di chuyển được âm thanh. Và cân để mà âm thanh luôn có cái chân đứng á, thì mình sử dụng cái chân đứng vững chắc đó, nó không bị rớt té. Thì nó cần có cái phần chest voice hỗ trợ. À ok nha. Ở đây nói chung là quá trình tập thôi, còn nắm thì nắm cái kỹ thuật mà mình đang hướng dẫn cho các bạn, đó là ổn định phần mix voice, mặt nạ và phần có thể gọi nó là phần vị trí âm thanh phía trước đây. Rồi bây giờ mình quay lại nha. Khổ vẫn ở cạnh nhau. Yo. Khổ vẫn ở cạnh nhau, tình yêu tuôn trắng như vậy đâu. Vậy anh xin một lần làm trái mình, xa em là anh quyết định, chỉ tại mình cái số yêu nhầm chỗ, ngoan cố giấu bao giây vò. Chẳng phải người sẽ ở cạnh nhau suốt đời, lìa xa nhau là thuận theo ý trời. Chỉ nghĩ tới ngày ta cách dài là anh thấy tâm can rối bời, mà anh phải làm thôi để trái tim em nghỉ ngơi. Thời gian qua chắc em cũng đã mệt rồi. Rồi, có cái một câu câu là quay lại điệp khúc. Là chính ý. Chỉ tại mình cái số yêu nhầm chỗ. Falsetto. Chỉ tại mình vẫn phải giữ falsetto, là khi bạn giữ vị trí âm thanh ở trên phần mix voice này nè, cái bạn đẩy nhẹ gió ra thì nó gọi là falsetto thôi. Ok. Chỉ nghĩ tới. Còn nếu mà các bạn hát bên trong đây, thì nó là hét voi, nó là giọng ốc, dễ thôi, dễ. Và bây giờ vô nha, lại nè. Chỉ tại mình cái số, tình cảm vô, tình cũng. Chỉ tại mình cái số yêu nhầm chỗ, ngoan cố giấu bao giây vò. Chẳng phải người sẽ ở cạnh nhau suốt đời, lìa xa nhau là thuận theo ý trời. Khúc này nè. Vậy em ơi, ngày ta cách rời, em phải hứa với anh một lời. Vừa qua. Vậy em ơi, ngày ta cách rời, em phải hứa với anh một lời. Ok, ổn không? Ra nha. Để giữ chắc vị trí âm thanh nào. Vậy em ơi, nào nào vô. Rồi ba. Vậy em ơi, ngày ta cách rời, em phải hứa với anh một lời, là em sẽ tìm nơi mà chỉ có một niềm vui. Thời gian qua chắc em cũng đã mệt rồi. Bài này không khó đâu, chỉ cần các bạn biết cách giữ chắc cái vị trí âm thanh trên phần mid voice của mình. Vậy vậy em ơi, vậy em ơi, ngày ta cách rời, em phải hứa với anh một lời, rằng em phải tìm nơi mà chỉ có một niềm vui. Thời gian qua chắc em cũng đã mệt rồi. Này đó, đơn giản như vậy thôi là các bạn có thể hát được các khúc thuận theo ý trời, giữ chắc vị trí âm thanh nha. Hơi thở phải luôn tác động vào. Tập đi, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần không được thì cứ tập từ từ, nó quen cái cảm giác đó. Còn để mà hơi thở của mình nó luôn ổn định thì các bạn phải xem các video về bài tập hơi thở. Phần lớn các bạn mid voice không được là do các bạn sử dụng hơi thở không đúng. Hơi thở nó chưa có lên tới vào miệng của mình là nó đã tịt ngay chỗ cái cổ họng rồi. Thì làm sao tác động vào khoảng vang ở mặt phía trước, phía trên, phía sau, phía dưới gì đó. Làm sạo được, nó không có qua được cái thanh đới, không tạo nên được âm thanh.
thì bây giờ cố gắng làm sao mà xem các video hướng dẫn của mình về hơi thở mình, kênh của mình, hãy đăng ký kênh, hãy subscribe, hãy ủng hộ mình và xem các video hướng dẫn về hơi thở và các kỹ thuật thanh nhạc khác. Rồi các bạn sẽ hát được bài này giống như mình thôi. Mình không hát được bài này ngày xưa, nhưng hôm nay mình hát được. Thì các bạn hôm nay không hát được thì ngày mai các bạn sẽ hát được, nếu các bạn đăng ký kênh của mình, xem video của mình. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ, đã kênh hộ kênh của thầy Phong Hai Nốt. Chúc các bạn sẽ thành công hát hay hơn với ca khúc Thuận Theo Ý Trời trong series Hát Hay Như Ngôi Sao của Bùi Anh Tấn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại với những video tiếp theo. Bye bye. Ok.